40 năm trôi qua, ông Nghiêm Xuân Hàm, người cựu chiến binh mặt trận Vị Xuyên, vẫn chưa nguôi day dứt về lời hứa với đồng đội mình. Nhiều khi, ông như người lẩn thẩn đi giữa cái làn danh của hiện tại và quá khứ, mà không tài nào thoát ra khỏi nỗi ám ảnh dày vò của chiến tranh. Tháng 4 năm 1984, điểm cao Si Cà Lá trên núi Pha Hán phía đông sông Lô là một trong những tọa độ lửa của mặt trận Vị Xuyên. Ta và địch giành nhau từng mét đất, từng chiến hào, từng mỏm đồi, từng công sự. Ngày đó, ông Hàm chỉ huy một trung đội ngày đêm giữ chốt. Anh em chiến đấu anh dũng và hy sinh đến ngày cuối cùng. Gần 40 năm sau, người lính năm xưa trở lại Si Cà Lá. Hải ơi, đây là cậu, con trai em, khi em hy sinh, tự vẫn còn nằm trong bụng mẹ. Vợ em đã ở vậy, nuôi con, vợ chồng và nuôi dạy con em khôn lớn. Con em đã trưởng thành đây rồi. Em là chiến đấu dũng cảm lắm, hai lần em bị thương, anh cho em rút về phía sau, em kiên quyết em không rút, em chiến đấu tại ở cái hầm này và em hy sinh ở chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Lời nói của em trước đó 3 ngày là em bảo là anh Hàm ơi, cả trung đội ơi, Si Cà Lá là đất của tổ quốc mình, là nhà của gia đình mình, anh em mình thề với nhau đi, còn người còn trận địa, nếu như trận địa mất, xác đồng đội mất, nếu đồng đội nào còn sống là có tội với đồng đội. Anh xin lỗi với em, anh còn sống. Trận đánh khốc liệt vào tháng 4 năm ấy, các đồng đội của ông Hàm đều nằm lại điểm cao Si Cà Lá. Duy chỉ có ông là trở về từ cõi chết. Nghĩ là trước sau mình cũng chết, thì mình không biết mình sẽ chết lúc nào và chết như thế nào. Sau đó thì tôi lại nghĩ vào thèm tôi bây giờ mà có đồng đội mình nhả vào lòng đồng đội mình chết, đồng đội mình vuốt mắt, thì tôi lại nghĩ đến đồng đội tôi ở trên chỗ tôi thương lắm, nhưng chuyện đó chết. Hôm nay thì anh em mình sống phần đời còn lại của các đồng đội tặng cho anh em mình, và mình đây đã làm được những cái như này. Đất đai tổ quốc mình vẫn còn nguyên. Bây giờ làm thêm được cái đại hương bên đông sông Lô này, thì em nghĩ là thôi cũng là nó giải tỏa cho anh những cái nỗi niềm day dứt. Trong cái bài hát Những Người Còn Sống ấy, đồng đội những người hy sinh hát cho những người còn sống đấy anh, thì có câu là yên vui nhé đồng đội ơi. Chắc anh em hy sinh cũng mong anh em mình được yên vui anh ạ. Tổ quốc và quê con đã hiểu thiêng liêng từng tấc đất Hà Giang, cuộc chiến giành lại biên cương, con xin vẹn nghĩa tình cùng đồng đội mẹ ơi. Con trượm nồng khói thuốc chiến hào về với mẹ thắm màu đào bạn con vừa hy sinh, về với mẹ lời nguyện thề vì đất nước trong lòng, về với mẹ non sông sạch bóng trổ con sẽ về mẹ ơi. Cùng hát với em bài Mây Hát Những Người Còn Sống nhá anh ạ, nhá. Cùng hát với em gọi đồng đội về nhá. Mưu sinh thăng trầm mai này được nguyện ước chiến binh đừng phai, để từng giây phút cuộc đời đẹp tuyệt vời khát khao được sống,
gửi nhiều may mắn phụng dưỡng cha mẹ, gửi niềm ao ước chiều vợ thương con, gửi năm tháng sống tặng đồng đội tôi yên vui nhé đồng đội ơi.